Triệu Quân Sự là cái tên được dư luận đặc biệt chú ý trong những giờ qua. Thông tin Triệu Quân Sự vượt ngục trong khi đang thụ án chung thân về tội cướp tài sản, giết người và đào ngũ rồi lẫn trốn tại khu vực đường lên đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Triệu Quân Sự 29 tuổi, quê ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Đặc điểm nhận dạng của Triệu Quân Sự là người cao khoảng 1m6, sống mũi thẳng, da ngăm đen và có nốt ruồi ngay sau đuôi lông mày trái 1cm. Trước khi bị bắt giam và thụ án chung thân, phạm nhân Triệu Quân Sự là bộ đội cấp bậc binh nhì thuộc Đại đội 1 Tiểu đoàn 18 Sư đoàn 3 Quân khu 1. Triệu Quân Sự rất bi chơi điện tử. Ngày 22 tháng 8 năm 2012, Sự đào ngũ đến quán cà phê Hương Sen, phố Trường Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, giết chết chủ quán để cướp nhẫn vàng, bông tai vàng. Đến ngày 24 tháng 8 năm 2012, Sự bị bắt giam. Ngày 15 tháng 3 năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên án Triệu Quân Sự tội cướp tài sản, giết người và đào ngũ với mức án tù chung thân. Triệu Quân Sự thụ án tại trại giam T10, trại giam quân sự khu vực miền Trung, quân khu 5 thuộc xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trong thời gian thi hành án, Triệu Quân Sự từng trốn trại lần đầu vào chiều 8 tháng 1 năm 2015 cùng phạm nhân Nhâm Văn Tuấn, 35 tuổi, quê ở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Gần một năm sau, vào chiều tối 15 tháng 12 năm 2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các ngành chức năng bắt được Sự khi đang chơi game tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Sau đó bàn giao cho Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. 15 giờ chiều 3 tháng 6 năm 2020, trong lúc đang thụ án tù chung thân, Triệu Quân Sự tiếp tục vượt ngục tại trại giam T10. Trên đường trốn chạy, phạm nhân này nghi trộm một điện thoại và xe máy của người dân ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn rồi tẩu thoát ra hướng thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ngay sau đó, công an đã tổ chức truy bắt gắt gao Triệu Quân Sự. 16 giờ 25 phút chiều 4 tháng 6 năm 2020, tổ công tác trạm cảnh sát giao thông Hòa Hiệp trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra theo kế hoạch đã phát hiện đối tượng khả nghi đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, điều khiển xe mô tô biển số 76X6-2978 chạy lên đèo Hải Vân theo hướng Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác. Sau đó, tổ công tác phối hợp với lực lượng kiểm soát quân sự tiến hành truy đuổi đối tượng trên đèo Hải Vân. Khi đến km 912+200 thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc thì đối tượng điều khiển chạy ngược chiều, vứt xe rồi chạy vào rừng. Lực lượng chức năng xác định đối tượng này chính là đối tượng Triệu Quân Sự. Ngay sau đó, hàng trăm chiến sĩ thuộc lực lượng kiểm soát quân sự quân khu 5, công an thành phố Đà Nẵng đã phong tỏa đường lên đèo Hải Vân và tổ chức lực lượng để truy bắt Triệu Quân Sự. Lực lượng chức năng đồng thời cũng chốt chặn tại nhiều khu vực phía bắc thành phố Đà Nẵng để truy tìm đối tượng truy nã nguy hiểm này. Suốt đêm 4 tháng 6 và ngày 5 tháng 6, hàng trăm chiến sĩ vẫn đang chốt chặn vây bắt, lội rừng, truy bắt kẻ vượt ngục tại đèo Hải Vân. Lực lượng đã đưa rất nhiều chó nghiệp vụ đến hiện trường thực hiện công tác truy tìm kẻ vượt ngục. Từ ngọn đồi nơi phạm nhân Sự bỏ lại xe máy khi bị truy đuổi để lao vào rừng trốn chạy, các trinh sát đã phong tỏa tất cả các hướng.